Thưa quý vị, vào ngày 18 tháng 12 vừa qua, tại Novaland Gallery, tập đoàn Novaland và Vina Living cũng đã chính thức công bố hợp tác phát triển phân khu River Mansion thuộc khu đô thị sinh thái thông minh Aqua City. Và tại buổi lễ, tập đoàn Novaland và Vina Living cũng đã tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác với tập đoàn khách sạn Fusion, Fusion Hotel Group để quản lý và vận hành resort mang thương hiệu Aqua City Resort by Fusion thuộc dự án. Aqua City là dự án bất động sản đô thị vệ tinh do tập đoàn Novaland đầu tư và phát triển ngay tại phía đông thành phố Hồ Chí Minh. Trên quy mô 1.000 hecta, dự án được quy hoạch theo hướng đô thị sinh thái thông minh, trong đó 70% diện tích dành cho mảng xanh, hạ tầng giao thông và tiện ích nội khu hoàn chỉnh. Theo thỏa thuận hợp tác, Novaland và Vina Living cùng đầu tư phát triển River Mansion có quy mô 11 hecta, tọa lạc tại vị trí bên sông đắc địa. Phân khu còn đắt giá hơn khi sở hữu khu nghỉ dưỡng Aqua City Resort by Fusion, tiêu chuẩn quốc tế do Fusion Hotel Group vận hành. Với tiềm lực, kinh nghiệm và sự chuyên nghiệp trong phát triển dự án của Novaland, Vina Living và Fusion Hotel Group, sự kiện hợp tác được xem là bước đi chiến lược giúp phát huy thế mạnh của mỗi bên, góp phần mang đến những giá trị sống và đầu tư vượt xa sự mong đợi của khách hàng tại phân khu River Mansion nói riêng và Aqua City nói chung. Tại sự kiện, tập đoàn Novaland, Vina Living và Fusion Hotel Group cũng đã trao tặng thẻ hội viên với nhiều ưu đãi độc quyền dành riêng cho những cư dân đầu tiên của phân khu River Mansion and Sun Harbor, một khi sử dụng các dịch vụ tại Aqua City Resort by Fusion.